Làm hài lẫn nhau đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bền hoàng, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Hai giá, con hành kính hành lễ chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng Nhật Bình, kính chào quý vị anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng, kính mời quý vị cùng với Nhật Bình tác bạch để thọ trì quy giới với Đức Thế Tôn ạ. Ưu ca samayang văn tê vi sum vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma bạch quá. Bạch ngài, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dặm bi ma văn phành tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma bạch ngài. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti yam bi ma yam phan te vi sum ra ka na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch ngài. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là bậc Ca Đăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là bậc Ca Đăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là bậc Ca Đăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thân Saranang Rachamit, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thọm măng Saranang Rachamit, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sang khăn Saranang Rachamit, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Rồi thì giảm bi bụt thân Saranang Rachamit, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Bồ Tát Giảm Bi Thâm Măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Bồ Tát Giảm Bi Sang Khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, Tập Tỳ Giảm Bi Bất Thận Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Tập Tỳ Giảm Bi Thâm Măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Tập Tỳ Giảm Bi Sang Khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba. Manati bata ve ramani sikha madang samadhi yami,
Con xin vâng dự điều học là cô ấy đánh xa sự xa xanh. A định na đa na vệ ra ma ni sĩ khả ma đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học cô ấy đánh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vệ ra ma ni sĩ khả ma đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ấy đánh xa sự tà hành. Mẫu sa qua đa vệ ra ma ni sĩ khả ma đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự dễ vui, uống rượu và ca chất sai. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, con xin thọ trì tam quy ngũ giới cho trọn đời con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng ba đà phận sung và ruột tam ăn buộc thầy vô khá đi tậu đô sơ buộc thô khá ma tu mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dễ chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quạnh đê hăng thầm anh cha được vì thăng hòa răng. Thầm mê vô khá đi tàu đồ sâu thầm ô thầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quạnh đê hăng sẵn thanh cha được vì thó ta măng. Sẵn khê vô khá đi tàu đồ sâu sẵn khô tham ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bà tăng bảo là thanh tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn. Hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm miên, trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật đầu, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát qua tai nước lửa binh. Nguyện thấy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh. Nguyện tu tinh tận không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ đề quá ta sẵn ti bi ha ra qua xí này thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta thăm ma đa nê na tha quá. Hòa quán tu vô chí ta sợ tình kà rôn tê tha vi ha ra man đà lê thệ ra cha mát cha quát na quá ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca gà ma cha đệ sa ni gà ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su ki ta pa quan tu tê cha ra của cha dê bi cha anh đã xâm phá qua sanh sê đã cha ta
a tha vô và ba tí ca niệu già ni căn thầm ma qua răng bát tích cha tê sa bê vi đưa khai sa ca rỡ anh thu sang khai văn tha tu chi răng sa tăng thầm mơ thầm ma tha ra cha phục ca la sang go ho tu sa mắc gỡ qua a tha ya cha hi tha ya cha ẩm hê. Ra khà tu sáp thầm mơ sáp bê vi thầm ma cha di nơ vua thịnh sâm ba bồ na y gia mà thầm ma di dập mà quê di tê ngưỡng cầu ca đấng chư thiên a trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày a ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi việc thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng rồi xin hầu đổ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cưng kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh vô loại không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành chạy thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đài thêm phẩm hạnh thanh cao những quà lợi ích kết bao điệp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa tâm pháp Phật nói giáo truyền. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức đã quan lâm đạo đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhục bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với nhục bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả thiên nhất là chư thiên hậu trì pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trong đủ năm cũng kinh nhân quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội vàng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Năm Bích Tha giá và cũng do quả của pháp sanh trí tuệ chúng con tu quả giải cuối cùng. Năm mô Bố Thí hành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Như Quỳnh mến chào Như Quang, mến chào Sức Duyên, mến chào Trăng Thư, kính chào chị Meta, kính chào Diễm Nguyễn, kính chào Sức Hiền Hòa. Năm mô Bố Thí giá và Như Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Như Quỳnh đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Ramma chalo ka thi ba thi sa ham ba thi ka tan cha li an thi qua răng a ya cha tham san 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 te tha sa tap ba ra chấp tha cha ti ca đề se tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê riêng vì nay dành cha ca văn su tan cha băng thăng a phi tham a châm ăn a cô ta danh tô ta tu sanh cha đăng đăng ba bô tha nay dê và đi xa dạ mạch chê. Ê văn sa hâm bà tỳ râm ma và ga văn tăng a gia cha tha tuấn hi pha quê na tăng vua thơ cà run nhây na thị qua sa già
tam na vô tha ya ba na na mi ga da yang da to ga to ban cha quát cha da yo na ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam vô tho a nu na kham ma de sa nang ma ga quát sa ni de si si sa ta nang tha sit tha căng tế na sa thu hay vô phân tế tại thế tu thâm mà đề sa năng sa ba di tha ba đề sa gia anu cầm bấm vì ca ta về chúng sanh tất cả muôn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vật ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhân đời nhưng chẳng dị hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn năm mươi ba giá dạ con xin được đọc phần chánh kinh và sau đó con sẽ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh ạ. Nam mô Bích Tha giá. Kinh Tương Ưng chương 1, Tương Ưng Chư Thiên phẩm 2, Vườn Hoan Hỷ. Năm La Mã tiếng động rừng sâu, hai thân tịch tịnh. Năm tiếng động rừng sâu, hai thân tịch tịnh. Nay là thời giữa trưa, lời chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta run ta kiếp sợ. Thế Tôn, nay là thời giữa trưa, lời chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta vui ta thích thú. Nam mô Bích Tha giá. Dạ bạn, chánh kinh đến đây đã hết, con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, xin chào tất cả quý Phật tử. Và trước khi vào buổi giảng pháp, xin quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo, pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và giải thoát trong ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng.
các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư công đức pháp thể ngang ngang, kính chúc quý vị thánh pháp an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì hôm nay chúng ta học câu thứ 5, tiếng động rừng sâu. Thì khi vị chư thiên đọc lên câu kệ là nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta run ta khiếp sợ. Thì ở đây cái tâm phàm nhân chúng ta đó, khi mà họ sống ở trong những cái đô hội nó ồn ào, bận rộn, nó quen rồi. Khi mà họ sống một cái nơi nào mà yên lặng á, tịch tịnh quá, họ cảm thấy họ rất là sợ hãi. Cho nên đó là cái tâm của phàm nhân, của chúng sanh á, thì sao họ thường đi đến cái hội chúng, sống ở trong cái hội chúng á, nó mới vui. Còn nếu mà sống mà độc cư, sống một cái nơi mà vắng người đó, thì người ta cảm thấy là nó bơ vơ, nó sợ hãi lắm. Thì hồi xưa mà còn nhỏ đó, thì khi mà lễ lộc gì mà lâu lâu mà mình được đi lên trên thành phố nha, cái mình thấy cái cảnh sao mà nó lạ quá. Ở Mỹ Tho thì nó vắng vẻ, còn lên thành phố, mặc dù cái thời đó là cái thời khoảng năm 60 mấy 70, mà ở trên trển thôi, xe cộ nó chạy là như nước, nó chạy nối đuôi nhau. Cái mình ở dưới tỉnh lẻ mà mình lên được thành phố đó, mình thấy cái ở trên đó nó xôn xao, nó đông người đủ thứ chuyện hết, rồi xe cổ rồi nó chạy nó ồn rần nhá. Thì người ta sống mà ở trên cái nơi mà nó ồn như vậy đó, nó quen rồi. Mà khi mà người ta sống ở một cái chỗ nào đó mà yên tĩnh á, thì người ta cảm thấy ta sợ. Ta sợ cái yên tĩnh. Nhưng mà khi mà sống ở trong cái hội chúng, cái nơi mà nó quá ồn ào bận rộn á, thì sao? Mình sống với cái tâm phiền não. Tại sao? Tại vì ai cũng bon chen, ai cũng tranh giành về cái lợi lộc trong cái đời sống. Tầm cầu về danh, về lợi, mà sống trong cái bức bách, cái thiêu đốt của phiền não không mà người ta không thấy. Ngay cả trong cái đời sống của mà những cái vị xuất gia cũng vậy. Những cái chùa mà ở tỉnh lẻ nó yên tĩnh, nó vắng vẻ đó, ít có mấy cái vị mà sư mà trẻ trẻ mà về ở đó. Mà tại sao? Tại vì á, người ta bận rộn, phải đi học, về ở những cái trường Phật học thì không nói rồi, nhưng mà người ta đi học ở những cái trường nữa, ở ngoài thế gian nữa, đủ hết các cái môn học rồi. Ở thành phố đó thì Phật tử mới thường vào ra trong các cái chùa, thế này thì khác, nó mới vui. Còn ở chỗ mà nó an tịnh, nó vắng vẻ quá, nó buồn chán. Cho nên mà như một ông vua, như ông vua ổng sống ở trong hoàng cung thì phải bận rộn với công việc,
hằng ngày là phải nghe các cái vị quan đại thần tình tâu cái sự rồi nghe, rồi phải xử lý các cái vụ việc ở ở trong cái hoàng cung nữa nha, xử mấy bà rồi á là trong hoàng thân quốc thích rồi thế này thế khác, rồi phải chuẩn bị với kẻ địch để mà nó sợ nó xâm lấn biên cương thế này thế khác, rồi đó là làm như thế nào để cái quốc khố là nó phải phải tăng lên xu thế như thế nào thế này thế khác. Cho nên là người ta sống với cái công việc bận rộn nó quen, khi mà người ta sống mà thiếu những cái việc đó, đó người ta cảm thấy người ta buồn chán thì khi hàng ngày đó mở mắt ra là bắt đầu chúng ta lo ăn lo uống xong là phải lo đi làm việc rồi làm tới trưa tới chiều ăn uống là ngủ nghỉ rồi đâu phải mà ngủ nghỉ không, người ta tìm trong những cái thú vui xem phim ảnh hoặc là đi đến thăm bạn bè rồi bày ra những cái trò tiêu khiển ca hát rồi hay là hoặc là bài bạc đủ thứ rồi chìm đắm trong những cái thú vui đó mà khi mà cái sức khỏe nó không có đó chúng ta phải nằm do ốm đau bệnh tật vậy đó thì sao, chúng ta rất là đau khổ chán ngán chúng ta không thấy được cái lợi ích của cái sự mà thanh thản, không có bận rộn, không có chìm đắm trong cái phiền não và sai sử cho nên đó, là có những người khi mà họ đi vào cái con đường tu tập ví dụ như mà bước vào cái khóa thiền đó chừng 5-3 ngày thì được, nhưng mà ở một cái thời gian mà lâu đó, là làm cho cái tâm người ta chán ngán tại vì người ta sống trong cái sự bận rộn ồn ào quay cuồng nó quen rồi. Bây giờ mà nếu mà mình sống mà không có bận rộn á là cảm thấy nó khó chịu, nó bứt rứt thành ra lúc mà sư hay đi họp mà với ở trong cái chỗ mà căn phòng để họp đi họp thế cho ngài hòa thượng đó, lúc đó ngài lớn tuổi thì đi họp thì có mình là bên Nam Tông có một hai vị sư khất sĩ, còn bao nhiêu là đa phần là mấy ông thầy Bắc Tông thì nhiều thì mấy ông thầy tối ngày là mấy ông đi tụng kinh rồi nhiều một ngày là chạy chỗ này chỗ kia 2-3 đám thì mấy ông sống bận rộn như vậy thì nó quen rồi. Mà khi nào có lúc nào mà không có đi tụng á thì mấy ông thấy rất là cảm thấy rất là buồn chán cho nên á là người ta sống cứ quay cuồng trong cái bận rộn mà khi mà người ta thoát ra khỏi được những cái bận rộn đó thì người ta không thấy là nó hạnh phúc mà thấy sợ hãi, thấy chán chường thành ra đó những cái người mà phàm nhân đó, khi mà người ta đi đến những cái nơi thanh vắng cái tâm người ta kinh cảm sợ hãi thì quý vị thấy rằng đó trong một cái bài kinh mà khi mà vua A Xà Thế
Khi cái đêm đó là cái tâm ông ta trạo hối vấn đề mà ông ta đã làm cho Đức Vua Bình Xã Vương băng hà, vì ông ta muốn muốn đoạt cái ngôi vậy, cái ngai vàng, cho nên là ông ta đã hạ ngục vua cha. Rồi theo cái lời suối bảy của Đề Bà Lạt Đa, ông ta bỏ đói rồi xong đó là ông ta mới kêu những người thợ cạo á phải cắt cái gót chân, cắt gót chân của vua Bình Xa Dương, sát muối hơ lửa, vì những cái sự hành hạ Đức Vua Bình Xa Dương đã băng hà đã chết. Thì khi mà vua Bình Xa Dương chết thì vợ ông ta, bà hoàng hậu mới sanh đứa con đầu lòng. Thì một cái tình thương của người cha đó đối với cái đứa con của mình, ông ta mới đến, ông ta hỏi bà mẹ của mình, ông ta hỏi bà mẹ chứ Đức Vua là cha của con ấy, có thương con không? Thì bà mới kể lại là cái tình thương của Đức Vua dành cho A Xà Thế. Thì ông lúc đó cái tâm ông ta tràn ngập cái sự ăn năn hối hận. Đêm đó ông ta ngủ không được, ông ta mới kêu quý vị quan đại thần á là tìm đến cái tịnh xá để gặp Đức Phật. Thì khi mà ông ta đi ở hoàng cung thì nó ồn ào quân lính rồi thế này thì khác. Khi mà đi đến gần cái tịnh xá đó thì nơi đó có Đức Thế Tôn và cả mấy trăm vị tỳ khưu, nhưng mà nó rất là yên lặng, không có một tiếng động. Thì lúc đó tự nhiên ông ta kinh khiếp sợ hãi, ông ta sợ hãi là cái ông quan cận thần của mình đó là đưa ông ta vào cái cạm bẫy quân địch nó phục kích như thế nào, mà ở cái chỗ mà cả mấy trăm người mà không có một cái tiếng động, cho nên là ông ta rất là sợ hãi. Cho đến khi mà ông ta diện kiến được Đức Thế Tôn rồi nghe lời Đức Thế Tôn giảng thì lúc đó ông ta mới bình tâm. Và sau đó thì ông ta mong rằng đứa con của mình á, đứa con trai mới sanh á, cái tâm nó sẽ được yên tĩnh giống như là cái sự yên tĩnh ở nơi cái tịnh xá của Đức Phật và chư tăng đang trú ngụ vậy đó. Thì để quý vị thấy rằng đó chúng ta quen sống với phiền não, quen sống với cái thô. Khi mà chúng ta đi vào tu tập đó, nếu mà chúng ta ở được những cái trạng thái nó an ổn, nó vi tế hơn, nếu chúng ta nhận thức được đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là hoan hỷ. Cho nên đó, Đức Thế Tôn mới nói là nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta vui, ta thích thú. Thì đối với các bậc thánh nhân á, thì các ngài đã ngao ngán, đã sợ hãi trong cái quay cuồng của thế gian rồi. Cho nên mà các ngài tìm đến những cái nơi mà vắng vẻ, những cái nơi an tịnh để tu tập. Khi mà tâm của các ngài nó an trú trong các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, hoặc nhị thiền, tam thiền, vô sắc, thì cái an trú trong các cái tầng thiền đó thì các ngài thấy nó rất là an lạc. Rồi nếu mà nỗ lực tu tập, các ngài chứng đạt
Niết bàn thì ở đó là cái sự an lạc tối thượng nữa. Cho nên là đối với bậc thánh á, thì khi mà càng có sự an tịnh thì đó là một cái hạnh phúc, là một cái hạnh phúc trong cái sự giải thoát, à một cái sự an vui hạnh phúc trong cái thoát ra khỏi tất cả những cái phiền não, à không còn mong cầu, không còn chìm đắm trong cái danh lợi, hay là chìm đắm trong cái thụ hưởng vật chất của thế gian. Cho nên hai cái hình ảnh khác nhau. Đối với những cái kẻ phàm nhân á, thì ở trong những cái nơi mà an tịnh thì người ta sao? Run sợ, khiếp hãi, kinh sợ. Còn đối với bậc thánh nhân thì các ngài có cái sự an vui, thích thú trong đó. Cho nên á, là nói sao, con người á, sống ở trong thế gian á, là cái sự bon chen, tranh giành, nó là cái niềm vui. Nếu mà mình sống mà mình an phận, rồi mình sống một cách mà tách biệt với cái thế giới bên ngoài thì như vậy nó không có vui. Cho nên á là người ta cứ quay cuồng, quay cuồng cái trong cái dòng xoáy của phiền não, của tài tình danh lợi, quay cuồng trong cái sự thụ hưởng vật chất thế gian. Họ quay cuồng bởi cái sự điều khiển, sự sai sử của phiền não thế gian. Cho nên á là khi mà những người này nếu mà cái tâm của họ mà có được cái trạng thái để đi vào cái sự an tịnh, sự tu tập đó, thì họ thấy họ chán. Trời ơi, tu tưởng làm gì? Tu là rốt cuộc là buông bỏ hết, buông bỏ hết, không còn gì hết, vậy thôi tu làm chi? Nó khó vậy đó. Cho nên á là có những người họ cũng có đi tìm hiểu, cũng có đi vào thực hành tu tập thời gian, nhưng mà rồi họ thấy, họ cảm thấy họ không có đúng cái họ tìm, rồi họ bỏ dở. Nhưng mà cái khi mà khổ đau đó thì người ta lại là than than trách đó. Cho nên á, cái tâm của phàm nhân nó rất là mâu thuẫn. Họ sống ở trong cái thế gian, quay cuồng thì đôi lúc họ cũng khổ sở, nhưng mà ở cái nơi mà cái chỗ mà vắng vẻ an tịnh, rồi nó không bận rộn á, thì họ cũng ngao ngán, họ cũng chán. Cho nên nó chỉ khi nào mà chúng ta thấy được cái tác hại của phiền não, cái tác hại khổ đau của cái sự tham muốn thụ hưởng vật chất thế gian, từ đó chúng ta lìa bỏ nó, thì chúng ta sẽ có cái sự hoan hỷ an vui trong cái sự tu tập. Thì chính nhờ thấy sự an vui của cái ly dục, ly các ác bất thiện pháp, từ bỏ những cái ham muốn của thế gian, diệt trừ được phiền não,
Nhờ đó mà cái nội tâm chúng ta đó nó được an ổn, thì các bậc thánh nhân sống một cái đời sống, mặc dù là đời sống vật chất hết sức là khiêm tốn, vì chỉ là tam y quả bát, ở dưới cội cây, ở ngôi nhà trống, hay là bên cạnh đống rơm đi chăng nữa đó, thì các ngài vẫn có một cái sự an vui hạnh phúc, sự an vui hạnh phúc thoát khỏi cái sự nô lệ trói buộc trong cái đời sống vật chất thế gian. Cho nên á, mặc dù cái đời sống nó với cái vật chất nó hạn chế đến mức tối thiểu, nhưng mà các ngài sống trong an lạc, nhờ sự an tịnh của cái nội tâm. Cho nên á, là chính vì chúng ta không thấy được cái nội tâm của mình nó mất bình thường, hay là nói như Đức Phật ấy, là cái nội tâm của phàm nhân là luôn luôn là bị bệnh. Cho nên là Đức Phật đã từng nói, nếu mà một người nào đó nghĩ rằng trong một giây một phút mà mình không có bệnh á, thì cái người đó là cái người điên. Vì sao? Vì trong từng sát na, trong từng giây từng phút, cái tâm của phàm nhân nó quay cuồng thiêu đốt bởi cái phiền não. Nếu mà cái bệnh nó không diễn ra trên trong tâm thì nó diễn ra ở trên thân. Mà nó diễn ra trên thân á, nếu mà nó đau đớn mà nhẹ nhẹ bình thường á, ít ít á, thì người ta không có thấy đâu. Người ta là tôi đâu có bệnh gì đâu, tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà. Chừng nào mà nó đau đớn quằn quại, lúc đó cái đau đớn mà nó lộ ra, nó mạnh mẽ, nó lên tới cực điểm á, thì người ta mới chấp nhận là mình đang bị bệnh. Chứ còn nếu mà nó đau ít ít á, thì người ta cố né tránh, ta dùng phương pháp này dùng phương pháp nọ để tránh né cái sự khổ đau. Cho nên á, người ta cứ thấy là đâu có bệnh gì đâu, đâu có đau gì đâu, nhưng mà cái thân ngũ quẩn này từng giây từng phút, từng sát na, bị hành hạ bởi khổ đau mà những cái người phàm nhân họ không thấy được, bị hành hạ bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Cho nên là cái thân ngũ quẩn này luôn luôn là nó bị thiêu đốt bởi các cái nhiệt não của tham sân si, mà chúng ta vui thú thích thú trong cái nhiệt não này. Nếu mà không có nó không, thì người ta cảm thấy rất là buồn, nó thiếu thốn cái gì đó. Giống như những cái người mà họ nghiện á, những người mà họ bị nghiện cái chất mà gây say đó, ví dụ như những cái người mà họ nghiện ngập trong xì ke ma túy chẳng hạn, thì họ thấy cái đó là cái vui thú, có được cái đó vô rồi cái tâm tư của họ nó thỏa thích thế này thế khác, mà họ không thấy rằng cái đó là cái hết sức là nguy hại, nó tàn phá, nó thiêu đốt mà cả thân cả tâm, chìm đắm trong đó rồi họ không còn suy nghĩ gì hết, họ không phân biệt được đúng sai. Thành ra quý vị thấy rằng bây giờ đó
có nhiều trường hợp những cái người mà bây giờ kêu bằng bị ngáo đá gì đó, lúc đó là họ trở thành như một cái người điên loạn. Thậm chí có những cái vụ án mà con mà giết cha giết mẹ luôn. Tại vì lúc đó đó cái gì, cái thỏa mãn cái cơn nghiện của mình rồi đó, thì lúc đó nó không còn phân biệt gì được hết. Những cái hình ảnh trước mắt đó là nó là ảo tưởng. Khi mà nó hút những cái, dùng những cái chất kích thích nó quá mạnh rồi đó, thì những cái ảo giác nó hiện ra. Nó thấy cha mẹ mình là ma là quỷ gì đó, rồi nó ra tay sát hại, không? Thành ra đó, khi mà chìm đắm trong đó rồi mà nếu mà không có là nó chịu không nổi, bị vật giả bởi thiếu thốn những cái chất đó, hoặc là những cái người mà uống rượu đó cũng vậy. Khi mà không có rượu á, họ thấy họ ủ rũ buồn chán lắm. Nhưng mà khi mà có rượu vô rồi đó thì họ hưng phấn, họ vui vẻ. Rồi nếu mà uống mà quá nhiều á thì sao? Thì trở nên là mê mờ, ý trí biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Cho nên là lúc đó là họ làm hành động, nói năng một cách mê mờ mù quáng, cho nên đem đến những cái điều mà tai hại. Nhưng mà khi mà người ta cấm đoán, người ta ngăn không cho dùng những cái chất sai đó, thì những người này là không chịu. Tại vì họ bị cái những cái chất sai này nó khống chế rồi. Không có là họ phải khổ đau mà vật vã hành hạ bởi cái cơn nghiện của mình. Cho nên chúng ta phải hiểu biết để dần 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 chúng ta thoát ra khỏi tất cả những cái khổ đau phiền não của thế gian. Thì khi mà chúng ta có sự phân biệt, chúng ta hiểu biết được Phật pháp, chúng ta thấy rằng chính nhờ cái hiểu biết này mà chúng ta có một cái sự an vui, hạnh phúc. Cái hạnh phúc đây đó, cái hạnh phúc của cái nội tâm, của một cái trí tuệ sáng suốt, không có bị nô lệ trong vật chất, hay là không có bị phiền não nó xài xử. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta sống ở những nơi tịch tịnh thì nó sẽ an vui. Cho nên đối với các bậc thánh nhân thì thường thường quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn cũng như các vị thánh nhân thường là ở những cái nơi, những cái khu rừng, những cái nơi thanh vắng. Tại vì khi mà chúng ta sống ở những cái chỗ bận rộn, làm cái tâm của chúng ta ít nhiều nó cũng bị sao động, bị tác động bởi cái vật chất, cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Thành ra đó, cái điều kiện để mà hành thiền cũng vậy. Nếu mà bây giờ một cái vị hành giả mà ở một cái trú xứ mà nó quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều những người qua lại, thì ít nhiều cũng tác động đến cái nội tâm của mình.
là chúng ta khó giữ được cái niệm của mình một cách mà miên mật lắm. Cho nên là những cái công việc, rồi những cái âm thanh, những cái sự tiếp xúc, nó là cái trở ngại, nó là cái chướng ngại cho cái vị hành giả. Cho nên đối với những vị hành giả đó, khi mà ở những cái nơi mà an tịnh, tu tập, có được cái tâm định tốt đẹp, thì người ta sẽ thấy một cái hoan hỷ, cái niềm vui. Chính vì cái hiểu biết được cái niềm vui đó ở trong cái an tịnh, do đó cái vị này mới nỗ lực, mới tu tập. Khi mà người ta nỗ lực tu tập là an trú trong cái hạnh phúc giải thoát, thì lúc đó người ta mới cảm nhận được, cái cảm nhận được cái sự thoát khỏi trói buộc, khống chế, sai sử của cái phiền não. Lúc đó mặc dù là những cái vị này chưa có đạt đến niết bàn, chưa đạt đến những cái tầng thánh đạo, nhưng mà ít ra đó người ta cũng nếm được một chút hương vị của giáo pháp. Chính nhờ như vậy đó mà người ta sẽ có sự cố gắng, nỗ lực tu tập. Còn những người phàm nhân còn ham thích trong cái đời sống thế tục, thì khi mà người ta ở những chỗ mà vắng vẻ, thì người ta cảm thấy người ta sợ hãi, người ta thấy nó lạc lõng. Sống thì phải có đông người, rồi phải có bận rộn nó mới vui. Có những cái người, những người mẹ, vì cái tình thương, cái sự ái luyến đối với gia đình, suốt cả cuộc đời lo cho chồng, lo cho con, nó quen rồi. Bây giờ nếu mà không lo cho ai thì cảm thấy nó buồn chán lắm. Cho nên là mặc dù là con cái là nó có gia đình rồi, nó muốn ở riêng tư, thì không chịu. Rồi cứ muốn là hàng ngày là chăm sóc và lo cho nó ăn, lo cho nó uống, thế này thế khác. Nhưng mà có nhiều khi cái sự chăm sóc của mình nó cảm thấy là bị gò bó, trói buộc, nó không được tự do. Có nhiều khi là bà mẹ đó thì thấy là những cái thức ăn này là ngon, rồi sao bỏ công bỏ sức ra làm nhưng mà về nó ăn nó không thích, rồi nó chê thế này thế khác, rồi buồn, trời ơi tôi lo cho nó thế này thế khác mà nó không có nghĩ, nó không thế này kia nọ, rồi đâm ra phiền não. Thành ra đó chúng ta phải thấy rằng cái trách nhiệm mình, mình lo cho chồng cho con, lo cho cha cho mẹ, lo cho vợ cho con rồi gì đó, nó ở một cái mức độ nào đó thôi. Cho nên là Đức Phật sao nói là phải mình lo cho người khác, nhưng mà mình phải quay lại mình lo cho chính mình nữa. Chứ mình đừng có nghĩ mình lo cho người khác không, tại vì khi mà chúng ta cái tâm ái luyến, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, cho nên là chúng ta cứ chạy ra bên ngoài, lo thế này thế kia, hồi nó còn nhỏ là phải săn sóc từ miếng ăn giấc ngủ, sự học hành của nó thế này thế khác, rồi cho đến khi mà nó trưởng thành, nó lớn khôn rồi, nó
lập gia đình rồi à, mà mình cũng còn chạy theo để mà lo lắng cho nó. Mà có nhiều lúc á là nó không hoan hỷ với cái sự lo lắng chăm sóc của mình à, thì mình đâm ra mình buồn rầu, mình phiền não thế này thế khác đủ thứ hết à. Cho nên là chúng ta phải linh hồi, chúng ta buông bỏ, rời xa tất cả những cái gì à nó vướng bận à, thì đó là chúng ta lần hồi, chúng ta giải thoát à, chúng ta buông bỏ tất cả những cái vướng bận vật chất thế gian à, những cái tiện nghi à, rồi chúng ta lần hồi, chúng ta buông bỏ, rời xa bớt những cái dính mắc vào à, thân bằng quyến thuộc à, dính mắc vào tài sản à, thì khi mà chúng ta tu tập à, để lần hồi chúng ta à, buông bỏ, đó là cái sự an lạc của cái đời sống tu tập à, cho đến khi nào mà chúng ta thấy được à, chúng ta cảm nhận, chúng ta nếm được cái hương vị, cái sự an vui trong cái thanh tịnh của sự tu tập à, thì như vậy đó, lúc đó chúng ta sống mặc dù ở một cái chỗ mà nó vắng vẻ à, cô tịch à, mặc dù cái sợ đời sống vật chất tiện nghi nó có gì hết à, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái sự an vui, an lạc trong cái giải thoát à. Còn nếu mà chúng ta cứ mãi à, quay cuồng à, bận rộn trong công việc, bận rộn lo lắng cho à, thân bằng quyến thuộc, bận rộn trong cơm áo gạo tiền, bận rộn trong tài tình danh lợi à, bận rộn trong những cái thú vui à, vật chất của thế gian à, thì lúc đó nếu mà chúng ta ở nơi vắng vẻ à, chúng ta cảm thấy à, chán rồi ghê sợ à, vì á khi mà ở cái chỗ mà nó vắng vẻ rồi cái tưởng của chúng ta nó vẽ dời ra à, nó vẽ dời ra những cái hình ảnh à, thế này thế khác à, rồi tự mình à, kinh khiếp sợ hãi à, trong cái đời sống mà nó vắng vẻ đó à, cho nên đó là cái gì học trong Pháp Cú Kinh đó, à, Đức Phật nói đó, rất ít những người đạt đến bờ kia à, đa phần à, chúng sanh phàm nhân xuôi ngược bờ bên này à, thành ra đó khi mà họ bị cái nhiệt não của phiền não thì họ khóc lóc, họ than vãn à, nhưng mà chỉ cho họ cái con đường để mà tu tập, để hướng đến cái sự giải thoát á, thì họ cũng chán à, họ không muốn à. Cho nên đối với à, những người mà học Phật Pháp à, chúng ta phải thấy được cái điều đó để lần hồi chúng ta sửa đổi cái nội tâm của mình à, chúng ta cảm thấy rằng à, những cái hôm nào mà do điều kiện sức khỏe mà chúng ta không thể làm được à, thì chúng ta có sự tu tập à, thì chúng ta cảm thấy là cái đó là cái hạnh phúc à, nhờ bữa nay á nó không khỏe, mình nằm trên giường à, phải đi làm, mình đọc kinh, đọc sách, tìm hiểu về Phật Pháp, hoặc là mình nằm trên giường mình
quán sát về cái hơi thở, à, hoặc là mình niệm về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, à, thì đây là một cái điều kiện để cho chúng ta có sự tu tập. Chứ chúng ta đừng có cảm thấy à, buồn rầu, trời ơi bữa nay bệnh quá tôi đi làm không được, khổ quá thế này thế khác, à, thành ra đó có những cái mà vì chúng ta mê lầm, à, chúng ta cứ chạy theo những cái bận rộn của thế gian, à, chúng ta cho đó là cái trò vui, à, chúng ta không thấy được cái sự, à, giải thoát ra tất cả những phiền não, nó là cái điều tối quan trọng, à, của cái đời sống, à, do chúng ta cứ mãi tâm cầu, à, do chúng ta mãi chạy theo cái ái luyến mà chúng ta bị cột trói trong cái cổ máy sanh tử luân hồi, à, trôi lăn trong cái vòng quay bất tận, à, cho đến ngày hôm nay mà chúng ta cũng còn đang, à, trôi lăn ở trong cái tam giới này, à, cho nên khi nào mà chúng ta hiểu được, à, chúng ta thấy cái đời sống an vui hạnh phúc trong cái sự tu tập, à, an vui an lạc trong cái sự giải thoát ra, à, tất cả những cái bận rộn, những cái công việc, à, đó là một cái sự an vui, à, trong sự tu tập nó đem đến an vui hạnh phúc. Thì à, khi mà mình có được cái niềm vui trong cái sự tu tập rồi đó, thì nhờ đó chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực, à, tu tập mạnh mẽ hơn, à, còn mà chúng ta còn thấy được cái sự quay cuồng, à, những cái thú vui vật chất của thế gian, những cái bận rộn, à, đấm nhiễm, à, để thụ hưởng vật chất thế gian, à, thì chúng ta sẽ còn chịu đựng những cái nhiệt não của khổ đau, à, thì, à, đây là cái, à, lời dạy của Đức Phật, à, đối với cái, à, các cái câu của cái vị chư thiên, à, để chúng ta thấy rằng, à, cái sự vắng lặng tịch tịnh, à, nó đem đến tu tập, à, nó làm cho nội tâm của chúng ta có một cái sự an vui hạnh phúc, chứ không có phải mà sự là, à, khiếp sợ ở trong cái sự, à, chứ an tịnh đó. Thì, à, cũng xin, à, chia sẻ với quý vị về cái, à, lời dạy của Đức Phật trong cái câu, à, Pháp Cú Kinh này, à, với, à, cái phước báo hôm nay thì cũng, à, xin, à, cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, à, pháp thể khai ngang, à, kính chúc tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử, à, có nhiều sức khỏe an vui và nỗ lực tu tập, à, để chúng ta ít nhiều, à, cũng nếm được, à, hương vị, à, hay là chúng ta thấy được cái sự an vui ở trong cái đời sống tu tập, à, trong pháp hành, à, trong pháp học, để thấy được cái lời dạy sâu xa, à, của Đức Phật, à, từ đó mà chúng ta càng cố gắng nỗ lực, à, tu tập tinh tấn nhiều hơn, à, cầu mong tất cả, à, an vui hạnh phúc, à, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Thế bây giờ thì xin, à, à, mời quý vị cùng, à, chia sẻ, à, thảo luận thêm về cái, à, lời dạy, à, của Đức Phật trong cái câu, à, à, tiếng động rừng sâu, à, đây là cái, à, bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá, và xin mời đạo tràng ạ.
Nam Mô Bích Tha Giá, dạ đạo tràng, có nghe Thanh Nhật Quỳnh không? Alo? Dạ đạo tràng, có nghe được anh Thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Metta. Dạ chị Metta ơi, sư còn đang giảng hai đại sư xuống mít rồi chị Metta. Nhật Quỳnh mới chạy ra ngoài có chút xíu vô sâu nghe trong im ru à. Dạ chị Metta, cô Tị Duyên cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ con không biết sư có nghe được âm thanh con không, sư còn đang giảng hay là sư đã xuống mít rồi bạch sư? Ồ, sư xuống mít rồi hả Như Hoàng? Dạ con mới vừa post lên cái con chạy ra ngoài có việc xíu như là sư đã xuống mít rồi. Dạ sa thú lành thai. Dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con xin sám hối với sư, nãy giờ con ngồi trước máy không sao, con mới vừa rời rung, mới vừa rời máy đi là sư xuống mít, con không kịp mà lên đảnh lễ tri ân sư. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ cô Tự Duyên có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Dạ Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Cô tu nữ Tự Duyên có nghe thanh Nhật Quỳnh không? Nam Mô Bích Thà. Dạ dạ rồi nãy thấy có Quỳnh Đạo Quỳnh chào Quỳnh Đạo Quỳnh rồi Quỳnh cũng đi mất tiêu luôn rồi. Dạ rồi cô tu nữ Tị Duyên vào rồi cũng em ra luôn. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ cả chị Metta, nãy giờ có ngồi trước máy không chị Metta? Khi mà sư vừa xuống mic chị Metta có nghe sư nói điều gì không? Chị có thể cầm mic có thắc mắc gì không chị Metta? Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ chị Metta có thắc mắc gì không? Hôm nay thì đạo tràng rất là vắng. Dạ lúc nãy còn tụng kinh là có mấy cái đít á. Dạ rồi vào từ từ thì giờ cũng được 13 đít rồi. Mà giờ Thích Quang Nguyệt vào không biết nào, tại vì đạo tràng không nghe được. Ồ sư mới uống nước thánh giọng hả? Vậy con cũng thỉnh sư con cũng thỉnh sư, sư có thể cầm mic trở lại không bạch sư? Dạ, sư có thể giảng thêm về cái bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng hiểu được hơn không bạch sư? Chứ đạo tràng vừa hôm nay thì rất là vắng, không biết gì lo gì mà con thấy vào ra không có được, cũng như đưa pháp cứu con gì là số khá anh đúc khá đó bạch sư, là không vào được cái luôn, mà nhiều vị vào thì là không nghe được. Dạ sư uống nước sư nghỉ chút xíu, sư có thể cầm mic sư giảng thêm một chút nữa đi sư, tại vì còn rất là nhiều giờ mà đạo tràng thì không có ai nhúc nhích gì hết. Dạ sư nghỉ chút xíu con đỡ mic. Dạ con đỡ mic, con xin đọc cái câu này trở lại. Dạ con cung thỉnh sư ạ. Tiếng động rừng sâu, hai thân tịch tịnh. Nay là thời giữa trưa, đợi chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu. Đóng cửa ngủ sớm hả sư? Dạ, càng ngày thì rung nào cũng vậy đó sư, rung pháp cứu cũng vậy. Mới đầu vô, thậm chí có hạ tha cái đích luôn hả sư? Dạ rồi từ từ rồi thì vô rồi quý sư giảng xong rồi là hết giờ. Dạ còn cái rung Phật giáo đang truyền như có bữa có hôm ngài Trí Đức hỏi con giờ sao đây, Hồng Nhật với Nhật Quỳnh sao đây, có con với sư không à? Dạ với thêm một ít nữa. Nhớ sao không sao đâu, cứ từ từ rồi cháu nó nhừ.
Dạ, rồi cũng từ từ cũng có đông đúc một chút bạch sư. Dạ. Con xin đọc lại câu này. Nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta rung ta khiếp sợ. Thế Tôn, nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta vui ta thích thú. Dạ, giống như nãy con nghe sư giảng thì con cũng thấy có một điều đó là con người thì người ta không có gì không nên, người ta rất là sợ chỗ im lặng. Có người thì thích chỗ im lặng, chỗ vắng lặng. Hồi lúc trước con có cái rẫy trên Đông Khánh, rồi thằng con nó lên nó chơi, nó nói trời ơi mẹ ơi mẹ, ở đây gì mà nó buồn, gì mà nó buồn chịu không nổi luôn. Hỏi sao vậy, ngủ qua đêm mà nó buồn chịu không nổi luôn. Dạ, rồi cũng như hiện tại con ở đây cũng vậy, có người người ta nói trời ơi trời, sao mà ở được hay vậy, tại sao mình nó im ru gì mà ở được hay vậy. Thì con cảm thấy nó bình thường, nhưng mà ở đây thì con thấy cũng không có chuyện gì, tại vì những giờ thì mình làm việc rồi lại được phục vụ đạo tràng, được học pháp thì nó cũng không thấy gì là vắng vẻ. Mà hôm nào thì mà không có dầu luôn được thì thật sự là thấy vắng, là mình thấy nó thiếu cái gì vậy. Dạ, nhưng mà vào luôn được thì ok, không có chuyện gì. Thì cũng có, mặc dù những cái đích không có cầm mít, nhưng mà cũng có quý sư giảng dạy rồi này kia thì nó cũng làm cho mình không có thấy gọi gì là buồn hết. Dạ, nhưng mà đi tới chỗ đông người, tại vì mình ở chỗ vắng quen rồi, mà mình đi tới chỗ đông người thì mình cảm thấy đó, nó sao nó bối rối trong lòng, nó không yên tĩnh. Nhiều khi con đi về bên con trai con mà đi tới chỗ này chỗ kia, người ta ca karaoke rồi người ta cười giỡn uống rượu rồi này kia, tự nhiên con cảm thấy con lạc lõng vậy. Dạ, con thấy con lạc lõng, con thấy con bơ vơ, không có tự tin. Dạ, không biết chạy sao nữa. Thành ra bây giờ nghe sư giảng cái câu này, lúc nãy con ngồi con nghe thì con thấy nó rất là hợp với nghĩa là có người thì người ta thích tiếng động, còn con lại thích tiếng vắng vẻ. Nhà mà bạch sư, nếu mà bây giờ mình không có ở được cái nơi mà có tiếng ồn nhiều á, vậy là có phải mình bị bệnh tâm lý không mình, bạch sư? Dạ, con kính nhân bích đến sư chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Và kính lĩnh lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tu nữ và Phật tử. Thì đối với mà thế gian đó, là cái người mà người tu đó, nói theo mà sư cả Vũ Chánh nói đó, là mình là bị gọi là bị bệnh, hay là nói theo cái từ lóng của thế gian, nó nói là mấy người này si cà que về tâm lý, sống ở trên đời mà không có thụ hưởng vật chất thế gian thì sống để làm cái gì, sống gì mà tối ngày mà cứ lo tu đó này kia nọ, sống cuộc sống gì mà cho thấy nhàm chán quá nè, thấy không? Thành ra đó, người ta không thấy là người ta đang bị điên. Thì quý vị học pháp cú kinh Đức Phật nói đó, người điên mà biết mình điên, người ấy quả thật là hiền trí nhân. Người điên mà tưởng mình khôn, kẻ ấy quả thật tâm hồn loạn si. Bởi vì họ điên mà họ đâu có biết họ điên. Họ thấy mấy người khác họ cho là người khác là người ta điên không à. Hả? Cho nên á, là khi mà mình bước vào cái con đường tu tập là mình đi ngược với cái dòng chảy của thế gian.
mình lần hồi mình ra vượt ra khỏi cái dòng xoáy nước của tài tình danh lợi, của tham sân si. Bởi vậy á, mình đi ngược nước, thành ra là nó rất là khó. Còn họ là họ cứ xuôi dọc, họ cứ quay cuồng trong cái dòng xoáy của vô minh ái dục. Thì họ quay cuồng trong cái dòng xoáy đó thì họ cảm thấy họ hân hoan, họ vui thú trong cái đó. Còn mình á, mình tìm cách mình lần hồi mình vượt ra thì nó nói rồi, cái đồ ngu, cái đồ khùng, đồ điên, cái không ở nhà không ở, tự nhiên vô chùa ở làm gì, ăn uống ngày hai ba bữa không chịu ăn ngày một bữa, rồi kia nữa đó. Thành ra đó nó trái ngược, nó trái hẳn lại với cái thế gian. Thành ra đó, có nhiều lúc mình bị người thân, mình bị gia đình, bạn bè, tại vì khi mà họ rủ rê, họ lôi cuốn mình á, mà mình không theo họ đó, thì đâm ra họ bực dọc, họ khó chịu. Thành ra đó, mấy người mà nghiện rượu đó, thì gặp bạn bè cứ lôi cuốn, có bạn bè được đâm rồi nó mới vui. Mấy cái người mà nghiện xì ke ma túy á, thì lúc đầu á là nó cũng dụ cho người khác cùng nghiện với nó, để có đồng minh, để có đông người vậy nó mới vui. Thành ra đó họ thì họ thấy họ chìm đắm trong những cái thú vui đó, rồi họ lôi cuốn những người khác để cùng tiêm nhiễm, để cùng nhiễm đắm trong cái những cái thú vui vật chất, mà mình từ bỏ, mình rời xa đó thì nó không chịu. Trời ơi, hồi đó mà chưa có đi tu, nhiều khi mà những cái dỗ dạp đồ này kia nọ tiệc tùng mà mình không có chịu uống là bắt đầu nó nói xeo, nói kẹo, nói này nói kia, nói cho mình tự ái lên, mình phải uống thì nó mới chịu. Nó khổ vậy đó. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập thì đối với thế gian này là mình là cái người khôn. Thành ra đó, mình phải suy xét có những cái con đường mình đi một mình chứ không thể đi chung với ai được. Rất là ít, rất là ít. Bây giờ quý vị thấy rằng những cái room mà nó mở lên mà tào lao bắt xế, nói trên trời dưới đất, nghêu ngao cào cưỡng thì đông lắm. Mà vô cái room đó để rồi chúng ta học được cái gì? Rất là phiền não. Còn những cái chỗ mà để mà mình học hỏi đó thì họ chán lắm, vô đây gì đâu, nghe mấy ổng cứ nói hoài ba cái vụ tối ngày cứ lo tu không à. Nhất là ông Pháp Thanh á. Bởi vậy thành ra cái tới giờ cái giờ của sư là tôi biết là rất là ít người. Khổ rồi đó. Tại vì sao biết không? Mình nói như Đức Phật nói, cái mình nói lên những cái lời chân chánh á, ta không có thích nghe. Ta thích nghe những cái lời mà thú trong thế gian, thế này thế kia, đúng không? Thơ văn ca nhạc rồi đó là bài cho họ cách làm giàu, làm cho thế này thế khác á, tâm lý học rồi kia nọ đó thì họ thích lắm. Chứ còn mà khuyên tu nói lên những cái lời chân lý nó chán, tối ngày
ngày nói gì đâu, tứ diệu đế bát chánh đạo hoài nghe riết chán chết bà rồi, không? Thành ra đó thì thôi, à sư cũng biết vậy, à sao ta nói cái lời nói thẳng nói thật đó thì rất là ít cái người thích lắm, à mà những cái lời nói mặc dù là qua mỹ à này kia nọ nhưng mà nó không phải chân lý, nhưng mà người ta thích nghe, à ra đó. Có một lần mà mấy sư đi về cái gia đình của sư bạn, à vẫn có người chú mất mà đi xa lắm. Quý vị biết rằng đi từ Mỹ Tho đi qua tới Cần Thơ, Cần Thơ xong rồi đó là mới ghé nhà một cái người bà con gì của ông sư đó đó ăn cơm, à ăn cơm chư tăng có lúc đó đi có ngài hòa thượng nữa, à ngài với chư tăng dùng cơm ở cái nhà quen đó xong rồi đó, ông mới mướn một cái chiếc đò chạy từ Cần Thơ mà đi tới cái về tới cái quê cái cồn đó, đó là từ 11 giờ mà chạy về tới cái cồn đó là 3-4 giờ chiều rồi, quý vị biết là nó xa cỡ nào, thấy không? Mà ở đó thì hồi đó giờ họ chưa có biết Phật giáo Nam Tông là cái gì đó. Họ cứ nghe mấy ông thầy tụng, à rồi hả mày thầy tụng mà là cúng kiến thì có đờn hết nhạc rồi ò e rồi á, còn mấy ông này về tụng gì đâu rồi nói giải thích về ngài hòa thượng thì giảng về cái giảng pháp rồi mấy sư tụng thời kinh, à cái nghỉ cái tối đó, đó à sư ngồi sư uống nước, sư mới nghe họ nói chứ trời ơi kỳ này cúng tự nhiên không thôi, không thỉnh mấy ông thầy mà thỉnh mấy ông sư thì đâu về cũng tụng gì có chút xíu mà cũng nghỉ, à còn mấy ông thầy tụng á thì người ta vào đám á là từ 12 rồi ban đêm người ta cũng tụng còn ngày cho tới 12 giờ trưa hôm sau á à, thì mới xong, à tao quen rồi, còn mấy ông này cũng tụng gì có chút xíu cũng nghỉ, à đó thành ra quý vị thấy không, à họ thích cái mà có đờn có nhạc có này kia kia nọ, à kệ cúng đồ này kia nọ đó, họ thấy vậy nó mới vui, à còn mấy ông sư lại tụng lời dạy của Đức Phật các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tính sanh diệt là thường, à vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, đúng theo cái lời dạy của Đức Phật đó, họ chán lắm, à thành ra đó, à có nhiều người họ nói chứ mấy sư nói mấy sư tu đúng theo cái chân lý theo lời dạy Đức Phật mà sao con thấy mà Phật giáo Nam Tông ít quá vậy, còn ở bên kia đó à nói là tu không đúng theo chân lý của Đức Phật sao mà ta đông quá vậy. Thành ra đó chưa chắc, à chưa chắc cái số đông nó là đúng, thành ra có những lúc mình cảm thấy cái con đường của mình đi, nếu mà với trí tuệ mình xem xét mình thấy cái con đường của mình đi nó là đúng thì dù là mình đi có một mình thôi, à nhưng mà mình cảm thấy mình hoan hỷ mình vui, chứ đừng có xu hướng theo thôi. Mấy ông nói mấy ông đúng chân lý mà sao thấy mấy ông cứ cu kỳ một mình hoài vậy, còn ta là không đúng chân lý mà ta đông hơn, thôi tôi tu theo cái số đông mà. Đó, thành ra mình phải biết nhận à những cái điều nào là chân lý thì mình theo, còn cái nào là điều phi chân thì mình nên tránh, dù cho số đông họ tin cái đó là đúng nhưng mà nó là phi chân, nó cũng vẫn là phi chân, à còn mặc dù một mình à nhưng mà mình thấy cái điều đó là đúng là chân lý, mình kiên quyết mình đi theo. À quý vị thấy Bồ Tát không, à ngài cũng vậy, ngài thấy tu tập cái phương pháp à, khổ hạnh nó không đúng ngài từ bỏ, à
Thì cái nhóm mà năm vị Kiều Trần Như á, nghĩ là bây giờ ngài đã chán ngán cái phương pháp mà tu tập mà khổ hạnh nè, giờ ngài trở lại cái đời sống thụ hưởng vật chất thế gian, mà ông bỏ, mà ông lìa bỏ ngài, còn lại một thân một mình. Nhưng mà Bồ Tát thấy rằng cái con đường này, cái con đường trung đạo này này, tránh xa lợi dưỡng, tránh xa khổ hạnh, thì nó sẽ đạt đến cái sự giải thoát. Thì lúc đó mà một mình ngài ở dưới cội Bồ Đề, ngài nỗ lực tu tập và ngài đã đạt được cái thành quả cao tột, đạt đến chánh đẳng chánh giác. Cho nên á, là chúng ta đừng có nhìn ra bên ngoài, mà mình hãy quay lại mình nhìn chính với trí tuệ sáng suốt, mình thấy được cái điều nào là chân lý. Thì khi mà chúng ta xác định được cái chân lý rồi, bất cứ giá nào mình cũng sẽ đi theo, mặc cho thế gian họ nói gì họ nói. Ta nói là gì đó, mặc ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiềng ba chân. Thì Đức Phật nói ra giống như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai. Tiếng đời chê dở khen hay, họ chê mình dở kệ họ, họ tự cho họ là hay kệ họ. Nhưng mà khi mà mình nhận thức được cái nào là mình chánh đáng chân lý thì mình theo, còn họ nói gì cũng quyền của họ, phải không? Thành ra đó, chúng ta cứ dùng trí tuệ sáng suốt phân định, là khi mà chúng ta biết được cái điều đó là chân lý rồi, thì chúng ta kiên quyết, chúng ta đi đúng cái con đường, thì sẽ đem đến cái an vui, cái thành quả tốt đẹp. Chứ chúng ta đừng có nên bị sao động, bị lôi cuốn bởi cái số đông. Có đôi lúc cái số đông đó, họ không có nghĩ chín chắn, họ xu hướng theo những điều không đúng. Bây giờ mình cứ chạy theo hoài thì mình sẽ bị lôi cuốn trong cái dòng xoáy của vô minh phiền não nữa. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất nhiều trong vấn đề mà post bài rồi đọc phần chánh kinh. Còn nếu mà bây giờ trong đạo tràng không có ai có ý kiến gì, không có thảo luận, không có thắc mắc, thì có thể thôi mình nghỉ sớm cũng được. Thì cái đó là tùy theo đạo tràng. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh cũng như mời tất cả quý vị Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Con nghe sư giảng mà con rất là thấm thía luôn đó bà sư. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, rất là thấm thía luôn. Dạ, nên bây giờ Nhật Quỳnh thấy cô Tệ Duyên đã xuất hiện rồi, cô có thể cầm mic không? Cô có ý kiến gì không? Nhật Quỳnh có thể bóp cái bài này lại, cô đọc rồi cô suy ngẫm, cô hỏi sư không? Hoặc là cô chia sẻ gì không? Cô Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh một ý kiến đi, có cầm mic được không? Có chia sẻ gì được không? Có hỏi thượng tọa Pháp Thanh điều gì không? Quỳnh Đạo Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, thử mít hả? Cô Tự Duyên thử mít hả? Dạ, mời cô nha.
Dạ, sà thú sà thú. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Thì tự nhiên lâu quá, nghỉ lâu quá mới vào, cho nên là cái râm thì lúc nó bị giật giật. Dạ, cảm ơn Ngài, Ngài đã nghe rõ. Dạ, trước tiên thì tự nhiên xin kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con kính tri ân Ngài Pháp Thành. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà quý cô tôn nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, lâu cũng không có vào đạo tràng hôm nay. Nghỉ qua lễ dân y rồi, rồi tự nhiên cũng bận vì đám ma, tức là em rể kỳ trước á, tỉnh lại rồi xong rồi tỉnh được vài tháng rồi xong bây giờ cũng ra đi. Thì tự nhiên ở đó dự cũng tuần thứ hai, thấp thứ hai rồi. Thì tới thứ ba, tới thì thấp thứ ba. Thì như hồi nãy giờ thì con vào nghe Ngài giảng bài kinh hôm nay thì con rất là ấn tượng. Cái lúc mà Ngài nói con nghe rõ là cái lúc thầy chùa tụng kinh. Thật ra đó thì bên con thấy con chứng kiến rõ ràng là gia đình của con, mặc dù con và người em con cũng là đi bên Nam Tông, nhưng mà tới bên em rể thì nó đa tông. Em rể, tiếng em rể, nhưng mà em rể thì lớn tuổi, lớn hơn tới 10 tuổi, được 60 mấy tuổi rồi Nhật Quỳnh. Nhưng mà cái người này hồi trước á, là sống không có hiểu về Phật Pháp, mà đến khi mà lúc mà cận tử nghiệp á, thì rất là khổ. Lúc đó là đưa vào bệnh viện là làm, tức là dựng rạp hết rồi. Rồi chuẩn bị mua bánh trái rồi để đãi khách thì là chưa có tận, có nghĩa là chưa kêu hàng được hết thì còn gọi là chết lắm. Thì bữa đó là mới điện tự nhiên với lại mấy vị về tụng kinh, thì một chút tụng một chút cái ông ta tỉnh lại được 5 tháng. Tính ra từ ngày tỉnh cho đến ngày mất, từ ở bệnh viện về thì tỉnh lại thì được vài tháng. Khi mà thấy cái người này mà sắp chết rồi, mình thấy y như là cái khúc cây mà nó còn, nó khô hết vậy đó. Giống như là nó còn cái da với lại cái xương, giống như là khúc gỗ mục mình bẻ. Tỉnh lại có bình thường không? Tỉnh lại không có bình thường đâu, có nghĩa là nằm cũng nói được, cũng minh mẫn, nhưng mà không đi được, vẫn nằm một chỗ. Thì cái người này lúc mà chưa còn tỉnh thì không có hiểu Phật Pháp nhiều, và thấy những người mà tu hành, nhất là lúc đó là ông ta rất là kỵ với người em, cái người em mà lúc đó đã tu rồi đó. Ông ta thấy mặt là ông ta chửi, ông chửi kinh khủng lắm. Cho nên đến cái lúc mà cận tử thì lúc mà quay đầu lại, lúc tỉnh thì lúc đó người em có đến tụng kinh thì kêu ổng là chấp tay, thì ổng có chấp tay, có nghĩa là ổng biết lúc đó là ổng biết, nhưng mà nói không được, chỉ nhìn thôi, chứ còn ăn thì cho vào lỗ mũi để mà cho vô bao tử, rồi cổ thì bị cắt ngay chỗ cổ họng, tự nhiên quên cái gì rồi, nhưng mà cũng cắt giống như là bị hành xác vậy đó. Thấy rất là ghê sợ. Mà một người
không có hiểu được Phật pháp, cho nên là đến lúc cận đúng bắt giống như là họ không có biết đường đi. Rồi theo tự nhiên nghĩ như vậy, sau khi mà họ, sau khi cái người đó mà biết quay đầu lại, biết chắp tay rồi biết nghe kinh, thì lúc đó là tự nhiên đem kinh Phật giáo Nam truyền, nhưng mà có đoạn cũng đọc Pali và có đoạn cũng đọc tiếng Việt cho ổng nghe. Ví dụ như là tiếng Việt thì ổng nghe được, mà Pali thì biết thôi chứ không nghe được, không hiểu. Thì ổng mới kêu, ổng ra dấu, ổng nói trên cái miệng thì mình biết được là biểu nói tiếng Việt á, ổng mới nghe được. Thì bắt qua tiếng Việt thì ổng nghe được. Thì đâu có thời gian đi nhẹ, có nghĩa là hiểu được. Rồi mấy đứa con cũng đọc bức thăng Saranang Gacchami rồi ổng nghe được. Thì lúc mà ổng đi thấy cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà ổng đi thì nhẹ nhàng rồi, nhưng mà tới gia đình thì bên chồng là cũng gọi là Bắc Tông, gọi là Bắc Tông. Bên mình thì Nam Tông. Bên đó thì càng trống nè, tổ chức nè, rồi càng tay càng ta gì đủ thứ hết á. Rồi hát pháo hoàng, đến khi ra mộ buổi sáng hát pháo hoàng giống như cái lương vậy đó. Rồi có tâm tạng gì đủ thứ đó, gọi là nó bao trọn gói á. Thì có một ông thầy, cũng có ông thầy lại gõ mỏ đông lắm lúc đông tắm. Nhưng mà tới bên, thật ra là nhỏ em á, thì nó hiểu bên Nam Tông, cho nên là nó làm cho trang hòa giữa hai bên. Có nghĩa là bên đây thì nó cũng rước được sáu vị tụng kinh Pali, có người rất là mê. Tại vì cái khu đó đó, khu Vĩnh Lộc đó đó, là nếu mà tính ra đó thì một cả trăm năm rồi họ không biết Phật giáo Nam truyền là gì. Tại vì tính cái đời của mẹ Tự Duyên đó, là mẹ Tự Duyên lúc đó là 92 tuổi, nhưng mà mẹ Tự Duyên cũng không biết là Phật giáo Nam truyền là gì, và hết cả vùng đó. Cho nên họ nhìn mà quý sư đó, có người họ rất là kính, có nghĩa là có người họ hiểu được là các vị này tu theo Tích Lan hay là Ấn Độ. Họ rất là kính và họ mê nghe tiếng Pali nữa, không biết gì hết, nhưng mà họ rất là mê. Họ ngồi họ châm chú rồi họ nghe. Thì bữa mà khi mà đưa cái bữa đưa cuối cùng á, thì có ở chùa Bú Đức mình, ở chùa Bú Đức mình lên được 4 vị, trong đó có đại đức Huy Niệm. Thì đại đức cũng có giảng một bài pháp ngắn cho quyến thuộc, có nghĩa là quyến thuộc của Tự Duyên cũng đông nhưng mà hiểu thì ít, không có người hiểu nhiều đâu. Cho nên là bữa đó là Tự Duyên về cái vùng đó rất là hoan hỷ, có nghĩa là lâu lâu mình cũng mới về, nhưng mà cái vùng đó là cái vùng mới thành lập, cho nên là cũng không có, gọi là không có luôn, không có là Phật giáo Nam truyền. Nhưng mà đi xích vào ở bên trong khu dân công đó, hiện giờ khu dân công mà có 32 người mà tử trận đó, thì là em của Tự Duyên là đang ở làm trụ trì ở khu đó. Thì Tự Duyên rất là hoan hỷ khi mà vô tới cái khu đó. Thì hôm bữa lễ dân y sư phụ đến đó thì sư phụ cũng rất là hoan hỷ. Sư phụ nói một cái vùng như vậy mà có một cái ngôi chùa như vậy thì cũng cho để người dân biết tu tập để mà theo cái chánh pháp, chứ thời buổi bây giờ rất là khó, cũng như cái con đường đi khó thì ít có ai đi lắm. Có nghĩa là khi mà họ đi đường trường, họ đi bộ hay đi xe cũng rất là nhanh, nhưng mà khi mà đi cái ngõ mà bị sình lầy này phải bước qua trong gai đều rất là khó. Nhưng mà cái người thua thì phải đi giống y như là như vậy, có nghĩa đi khó
mình phải đi. Thì cái câu này là tự nhiên nhớ ngài Sáng Nhiên có nói là xuất gia di bởi sau này đi đi bát, nhưng mà lúc đó là ngài còn nhỏ lắm, ngài nói ngài đi bát không có không ai đặt bát, nhưng mà vẫn vui, có nghĩa là dù không vật thực tâm lành vẫn vui. Rồi cái câu đầu là tự nhiên quên rồi, ngài nói rất là hay. Bây giờ là tự nhiên nghe ngài Sáng Nhiên giảng rất nhiều, nhưng mà ngài giảng rất là hay. Ngài tại vì ngài cũng tu cái thời nhỏ, thời thiếu niên, cũng là đệ tử của ngài Tịnh Sự, nhưng mà hiện giờ thì ngài đang ở Mỹ, hay là ở Mỹ thì tự nhiên nói vậy. Ngài giảng rất là hay, cho nên là giáo Nam Truyền mình á thì cứ nói cứ là khổ vô thường cứ vậy đó. Cho nên mà nếu mà mình lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại, mình chịu nghe, mình chịu học, thì cũng giống như kim ngài ông ấy, đúng rồi. Ngài giảng là tự nhiên mê lắm, mê lắm. Ngài nói là mà tự nhiên á thì thật ra nói hơi hoại chút, nhưng mà tự nhiên cũng mong để mà gặp ngài, mà không biết bao giờ mới được qua bên đó để mà gặp ngài, để mà đảnh lễ với ngài. Đâu có phải dễ đâu, người tu rất là khó. Bây giờ ví dụ như là tự nhiên muốn qua bên đó, ít nhất mình có bách bo rồi xin visa, rồi đã có visa, đã có bách bo, nhưng còn cái khâu tiền rồi nó đủ thứ hết, chứ đâu phải là tự nhiên ở bên đây mà bay qua bên đó được mà gặp ngài đâu. Nó bởi vậy cho nên giáo pháp của Đức Phật để lại nó có rất là nhiều để mà mình suy nghĩ, để mà mình theo, mình học, mình lần theo. Mà cái trở lại với lại bên quý Bắc Tông thôi, tại vì nhà tự nhiên đó là coi như là bây giờ hai phái thôi, chứ chưa không có, bữa đó có hai phái thôi, mà nó còn thấy nó lộn xộn. Nếu mà còn thêm phái khất sĩ, phái hòa hảo, phái gì nữa vô 4-5 phái rồi không biết làm sao nói nữa. Nhưng mà thật ra thì cũng rất vui với Nhật Quỳnh, gọi là tới bên Cây Tăng á, Nam Tông thì đọc Nam Tông, hết Nam Tông thì tới Bắc Tông. Nam Tông á, thì cũng Cây Tăng thì mình dâng cho quý ngài, mình làm Cây Tăng theo kiểu bên Nam Tông mình, còn Bắc Tông á, thì tụng theo bên Bắc Tông, cứ giờ ai nấy tụng, mà ta nói làm suốt mấy ngày rồi đưa đi. Thì đưa đi á, là thật ra mấy cái vị mà bên Đắc Bắc Tông cũng kính trọng, rất là kính trọng bên bên chư tăng của mình. Khi mà đưa đám ma ra đó thì các vị bên Nam Tông mình á thì ngồi xe và đi đi đầu hết, nghĩa là nếu mà bên đó đó là họ để một cái chiếc xe và có một cái tượng Phật đi trước, nhưng mà ở bên đây là gia đình của tự nhiên là có sư em sư nói là như vậy không được, quý chư tăng là phải đi trước hết, có nghĩa là xe chư tăng là dẫn đầu. Thì bên đây cũng đồng ý là dẫn đầu đi, rồi mới tới mấy chiếc xe ở bên Bắc Tông đi theo. Mà cái đám ma đó mặc dù mấy phe, nhưng mà mình rất là quan hỷ, cũng có nhiều người họ cũng muốn tìm hiểu và họ cũng đưa đi tới đó. Rồi bên Bắc Tông cũng tụng, rồi bên Nam Tông cũng tụng, bên Nam Tông thì tụng trước, rồi bên Bắc Tông thì tụng kế, cứ vậy mà lần lần mà làm. Rồi bên Bắc Tông thì tụng bên mấy đứa em quỳ gì đó thì cứ lại, bên nào làm việc xong bên đó rồi bắt đầu ra về đó. Thì mình bởi vì cuối cùng mình cũng thấy là
nó vô thường, khổ, nó cũng đâu có gì đâu, nó cứ vòng 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 rồi nó đi đến tới cái chỗ nằm chung. Đó, cuộc đời của mình là như vậy, cứ rồi sanh, lớn lên, già, bệnh, chết. Đó, nếu mà mình không hiểu được cái vô thường khổ như vậy thì làm sao mà mình ra được cái vòng sanh tử luân hồi này. Mà họ thì gọi là vô minh thì họ đâu có hiểu được cái vòng sanh tử luân hồi. Chính là em của chị Duyên, cái cô mà chồng bị mất đó, tức là chị Duyên đó, coi như là bây giờ ba chị rể là bứt hết rồi đó. Coi như là chị Duyên là người chị đầu tiên, rồi tới người em kế, rồi đến em út, rồi xong em thứ chín, coi như là rể là bứt cấp hết rồi. Rồi dạ, rồi bây giờ thì coi như là rể là bứt hết rồi, không không nói lại được. Nhưng mà thật ra là tự nhiên có một đứa em út bây giờ nó vô minh, cái đứa em thứ chín thì còn đỡ đỡ, bây giờ nhỏ em út nó rất là vô minh, nó không hiểu gì hết liên cùng. Nhưng mà thôi, bây giờ là gọi là nghiệp của người nào thì người đó là phải chịu thôi, chứ bây giờ mình nói tới nó lui, nói xuôi nó ngược, nói vòng vòng nó cũng đâu, nó cũng vào đáy hết. Dạ, thì bây giờ là tự nhiên nãy giờ cũng chia sẻ, không biết có dính vô trong cái chút nào không, tại vì lâu quá không có thành cũng nó bị chi phối nữa, giống như là nó chi phối cho nên là nói trước tiên thì con xin sám hối với quý ngài. Con nói thì không biết nó có dính vô chút nào trong pháp không, thì con nói về chuyện đời và chuyện tạo với nhau, cho nên là thật ra con dạ con cảm ơn ngài. Với lại thì con không có thấy người cầm mic, con lên con đỡ mic để chi, để duy trì, mặc dù mình có bấy nhiêu người. Nhưng mà thường thường á, con nghe nói sư phụ nói thà là chất lượng hơn là cái số lượng. Cái số lượng đông, cái số lượng mà nhiều, cũng chẳng hạn như vào cái room hát karaoke hay là nói gì chính trị gì đó rất là nhiều. Nhưng mà đối với người học pháp á, thì mình vô đó thì nó không có thích hợp, cho nên là mình vô cũng không được mà mình nghe cũng không được. Nhưng mà mặc dù ít mà mình cái tâm mình nó hoan hỷ, có nghĩa là nó nhẹ nhàng, nó an lạc, là mình thấy mình vui rồi. Và không biết là hôm nay là Đạo Huynh là có chia sẻ gì không? Đạo Huynh còn có trước máy không ạ? Alo alo. Dạ bây giờ là tự nhiên cũng tới giờ dùng sáng, tại vì hôm nay cũng có mấy vị ở ở biên giác, mấy vị ở Sài Gòn ra, cho nên là tới giờ thì tự nhiên xin xuống mic để dạ gia đình nào cũng đa hệ thì thôi đừng nói đi. Dạ đúng rồi, con nhìn như vậy rồi, con thấy được rồi, cho nên là con không có muốn nói nữa. Thì bây giờ hồn ai nấy giữ, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, như vậy là đủ rồi, chứ con không có muốn cái gì nữa hết. Con nhìn ta này mất công là mình tu nó bị phân tâm, cho nên là con bây giờ là con xin xuống mít để con dâng sáng cho các vị. Dạ con xin xuống mít ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Thế, Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe rõ. Dạ, trước hết thì con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh cùng Chi Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Tị Duyên, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ thì con cũng nghe sư đã giảng bài học hôm nay rồi. Dạ, nhưng mà con thưa thật với đạo tràng là hôm nay tâm tư của con á thì cũng xao xuyến lắm. Không phải là có cái chuyện gì mà phải xao xuyến, nhưng mà con thưa thật là con nhớ lại là hôm nay là ngày 20 tháng 11, cái ngày mà nhà giáo ở bên Việt Nam, mà trước đây con là nhà giáo thì con cũng nhớ lại những kỷ niệm vui buồn cái thời mà con còn ở bên đó. Và con lại xao xuyến là vì con đã cho ra đời hai đứa con mà cái ngày sinh nhật của nó lại là ngày 20 tháng 11. Một đứa con gái năm nay 47 tuổi và một thằng con trai 44 tuổi. Và con thấy thì cái điều này con cũng rất là vui, rất là hoan hỷ là gì? Hai đứa này hiện tại đều biết tu, là cái điều mà con rất là vui. Hai đứa đều biết tu hết. Thằng con trai 44 tuổi thì mới biết tu mấy tháng nay, và cũng đi chùa rồi cũng dự lễ dân y, rồi mấy hôm nay thì cũng có đi theo trai tăng vào ngày thứ năm, và cũng ngồi thiền. Thì cái điều này là cái điều con vui nhất. Và hôm nay thì con thấy là ngày giảng về Kinh Tương Ưng phẩm thứ hai, một cái bài thứ năm, đó là tiếng động rừng sâu. Thì qua phần chánh kinh thì con thấy là nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, đó là phần của vị thiên, vang động tiếng rừng sâu, ta run ta khiếp sợ. Còn về phía Đức Phật thì Đức Phật cũng nói là nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta vui ta thích thú. Và qua bài giảng của Ngài cũng như là phần chia sẻ của cô Nhật Quỳnh cũng như là của cô tu nữ Tại Duyên thì con không cần nhắc lại nữa. Và như con thấy ở đây thì vì người phàm phu như chúng con thì đa số vì phải sinh ra đời thì đa số là ai cũng phải lớn lên thì ai cũng phải đi học, rồi cũng lớn lên, rồi cũng theo dòng thời gian, rồi cũng có nghề có nghiệp, rồi lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, rồi cứ phải bị tám ngọn gió đời nó quay quần. Thì con thấy là tùy theo cái cái quãng, tùy theo cái thời gian mà có lúc thì sự yên lặng nó làm người ta run, người ta khiếp sợ. Còn đối với các ngài, quý ngài Đức Phật cũng như quý chư tăng thì thấy cái thời điểm đó nó yên lặng đó thì nó là rất là thích hợp cho cái việc tu hành. Cho nên Đức Phật mới nói là ta vui, ta thích thú, bởi vì nó thích hợp cho công cuộc tu tập. Thì cũng như ở đời con thấy
là đối với phàm phu thì người ta thích là nó ồn ào, nó vui vẻ, rồi phải có hát sướng, rồi có hưởng thụ, rồi có lễ lộc, rồi này kia. Còn nhưng mà đối với những vị tu hành thì thích là yên lặng. Thì như con còn nhớ lại là lúc con mới qua nước Úc này nè, thật sự mới qua thì đúng là ai đã trải qua, thí dụ như ở đất Mỹ, đất Úc hay là Canada, hay là nói chung là những nước phương Tây, thì khi mới qua thì không thể nào mà không buồn được hết. Ai cũng buồn hết. Vì sống bên kia nó ồn ào, rồi có người thân, rồi hưởng này hưởng kia, rồi buồn vui đủ thứ. Nhưng mà qua tới đất nước này rồi thì ngày mới qua thì con thấy là hai vợ chồng ở nhà cùng với cái nhà không, con thì đi làm, cháu thì đi học, thì nó rất là buồn. Rồi chung quanh thì không có người Việt, rồi mình lại không biết nói tiếng nói của người bản xứ, cho nên nó rất là buồn. Thì đúng là con cũng thấy là buồn, nhưng mà con suy nghĩ dần dần, rồi con phải suy nghĩ cái hoàn cảnh này đúng là buồn, nhưng mà mình đã chấp nhận, mình đã sang đây, mình đã tìm con đường sang đây, thì bây giờ mình phải làm như thế nào để mà mình thích hợp với cái hoàn cảnh mới, đã mình tạo được những cái gì mà nó tốt cho cái hoàn cảnh của mình. Chứ mình ngồi mình than, mình thở, mình buồn thì không có ích lợi gì. Con nói như vậy đây có nghĩa là chúng ta ở mỗi người ai cũng có cái hoàn cảnh khác nhau, thì chúng ta phải làm sao thích ứng với cái hoàn cảnh đó, và phải tìm cái con đường để mà đem lại cái lợi lạc cho bản thân của mình, thì cái đó mới là một cái điều tốt. Chứ còn cứ ngồi đó mà than, mà thở, rồi mà buồn, rồi thì đó là than thở và buồn, đó là không làm được gì, không giải quyết được gì, mà lại là đi vào theo như lời Đức Phật, thì đó là bất thiện không. Những cái đó nếu đã hiểu được lời Phật dạy, đã là người Phật tử, thì cái đó là bất thiện. Cho nên theo con thì bất cứ ở hoàn cảnh nào, đã là người Phật tử rồi thì phải làm như thế nào để mà có được sự thích ứng trong cái hoàn cảnh đó, để tìm được cái lợi lạc trong cái hoàn cảnh đó thì mới là một cái điều tốt. Và con cũng may mắn là từ từ rồi con cũng bôn ba, cũng quay cuồng trong những ngày tháng mới qua đất nước này, rồi cũng giúp đỡ, tự đi lo làm thêm, tìm đủ mọi thứ, cái gì mình làm được là mình làm để giúp đỡ cho con, bản thân mình trước, rồi giúp cho con, rồi cho cháu, rồi nó ổn định rồi, rồi cũng may mắn là con đã biết được Phật Pháp. Và ngày hôm nay, mặc dù ở hoàn cảnh hiện tại con thì con hai vợ chồng sống một mình, ông chồng con thì cũng hay than buồn, rồi cũng chưa có biết tu, nhưng con thì may mắn là con đã biết tu trước hết, thì cũng bắt tông rồi một thời gian, rồi bây giờ vào được cái rung Phật giáo Nam truyền, rồi đã biết được Nam tông, thì con thấy là con đã tận dụng những cái gì mình có, cái hoàn cảnh của mình,
để mà mình làm được những cái gì mà lợi lạc cho mình, để mà mình có thể mang theo khi mà mình rời khỏi cái cuộc đời này. Thì con thấy là không phải riêng gì mình con, mà con thấy là bất cứ ai nếu đã hiểu được giáo pháp của Đức Phật rồi thì nên mình làm sao để mà mình thích ứng với cái hoàn cảnh hiện tại, và mình tìm cái con đường để mình đi và nó đem lại nhiều lợi lạc cho mình để lúc khi mình rời khỏi cuộc đời này. Đó là cái điều mà con thấy là rất là tốt. Dạ, thì con thấy là thời gian cũng gần hết giờ rồi, thì con có một chút chia sẻ như vậy thôi. Và dạ, con cũng xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, con kính cảm ơn sư Pháp Thanh rất là nhiều đã giảng dạy cái bài kinh hôm nay. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú chị, cảm ơn chị Mát Trà rất là nhiều. Dạ, đã chia sẻ về hoàn cảnh của mình và về Phật pháp. Dạ, rất là hữu ích. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, còn 10 phút nữa. Dạ, 10 phút nữa thì con nói một điều mà từ trưa tới giờ con suy nghĩ rất là nhiều, mà bây giờ sư giảng giải nữa thì con nãy giờ con nghĩ nên nói hay không nên nói. Nên nói hay không nên nói thì con quyết định con nên nói. Mà nếu con mà có nói mà có sai thì nhờ sư chỉ dạy để dùm. Và lúc ở rừng pháp cú đó sư, thì con được tin một vị sư, con tạm giấu cái pháp danh, mà chắc chưa tìm hiểu cô tự duyên nữa nè, sẽ thể biết thôi. Vừa phát hiện ra một cái bệnh hay là khối u ác tính đó bạch sư, là bây giờ làm cho sư Pháp Tính rồi, và thân sư Pháp Tính rồi, những người Phật tử như chúng con thì cũng rất là, phải nói là rất là sững sờ. Thì con có nói chuyện với một vài người bạn đạo, con nói cuộc đời như vậy đó, thấy chưa? Bởi cái gì mình làm được thì mình làm nhanh, làm liền, chứ không thể để được gặp như vậy thì làm sao đây. Và là con có gọi điện con hỏi sư Pháp Tính, thì sư Pháp Tính nói bệnh tình của vị sư thì con thấy nó cũng phải nói là nó nan y rồi, nó thuộc về rồi. Thì con trong lòng con rất là bồi hồi. Dạ, rất là bồi hồi, nghĩ mình phải tu sao đây, tu cho lẹ thôi, chứ còn không thì nếu mình bệnh như vậy thì sao. Mà thậm chí vị sư này còn có một điều mà con sư Pháp Tính nói, sư cũng rất đau lòng, là vị sư này xin phép với sư Pháp Tính là cho sư chích một mũi thuốc để cho sư chết. Thế ý con nói là con chia sẻ với những người bạn đạo, thì con nói lẹ lên mình lo là bất cứ mình gặp một cái việc gì gọi là thiện pháp, dù là nhỏ cũng phải nên làm, để còn không kịp mình không biết đến lúc nào. Nhưng mà những người mà người ta không biết tu thì ngược lại người ta nói ồ, đời sắp kết rất là lẹ, vô thường, nên là bây giờ mình phải hưởng thụ, là phải ăn, phải chơi, rồi phải này kia kia nọ, để mình chết thì nó không phí cuộc đời. Thì giữa hai cái thế cực đó đâu mà sư. Nên trong lòng con cảm thấy bồi hồi quá. Dạ, yeah. Thì con ý con hỏi sư, bây giờ giữa hai hoàn cảnh này thì mình giải quyết sao? Ăn chơi cho thoải mái để rồi chết, hay là mình làm thiện pháp thật nhiều bằng mọi khả năng của mình, bằng tất cả khả năng của mình, tiền tài vật chất, hoặc là bằng sức khỏe của mình, bằng tâm trí của mình,
để mình kiếm chút vốn mình ra đi. Dạ con cũng thỉnh sư sư chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Thai giá. Thì sống ở thế gian thì đa phần là người ta cứ chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, thụ hưởng sắc thinh vị xúc để thỏa mãn các căn. Mà nếu mà mình mà không có thụ hưởng thì rất là uổng phí. Có một lần đó thì có một cái cô này, lúc mà sư còn ở trên Sa Trạch á, thì cô này cổ cũng hơi lớn tuổi rồi, cũng khoảng 30 rồi. Thì cô ta mới vô, cô ta hỏi một cái vị sư là cổ tuổi như vậy đó, bây giờ cổ quen biết một cậu thanh niên tuổi như vậy đó, giờ hai người tiến tới hôn nhân được hay không? Thì sư mới khuyên, nói trời ơi, sống một mình cho nó khỏe, chứ mà bây giờ mà nếu mà lập gia đình thì nó khổ lắm, rồi có gia đình, rồi có con có cái, rồi nó khổ đủ thứ. Thì cũng nói sao không, ở đời người ta nói vậy nè sư, thà chịu khổ chứ không có chịu lỗ, thấy không? Thành ra đó, tùy theo cái suy nghĩ mỗi người. Thì thôi bây giờ người ta thấy là cái vui thích trong cái gia đình, có chồng có con mà vậy nó mới là hạnh phúc. Chứ sống mà đơn độc thì nó không có hạnh phúc. Thì thôi, người ta thích vậy thì mình để người ta đi tìm cái hạnh phúc đó. Rồi chừng nào mà người ta thấm thía đó, người ta hiểu ra đó, thì lúc đó tự người ta kinh nghiệm lấy giữa cái sống cô độc và cái hạnh phúc của cái sự trói buộc trong cái bận rộn trong cái gia đình. Thành ra đó, bây giờ chúng ta không thể nào mà nói khuyên giải những cái người đó được đâu. Cho nên là Đức Phật mới nói tế độ những người hữu duyên, nên tế độ là chỗ đó. Cái người mà họ còn vô minh ái dục nó quá nặng, họ còn tham thích trong cái vấn đề đó đó, mà mình khuyên dạy họ là chẳng những họ không có nghe, họ còn nói mình khùng nữa. Có những bà Phật tử mà vì đi chùa cái nọ, rồi biết không, cái nó than phiền, nói tiền đưa cho má không dám ăn, má đem đi cho mấy ông sư mới ăn, cái này thì khác đủ thứ hết. Thành ra đó, khó mà nói được lắm. Thì thôi bây giờ là mỗi cái nó tùy duyên. Giống như hồi nãy cô đại duyên cô nói đó, bây giờ mình biết là cái vấn đề mà làm theo cái nghi thức, theo lời Đức Phật dạy thì nó đúng theo chánh pháp. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình làm mà đúng theo lời Phật dạy thì thế gian họ không chấp nhận. Ngay cả cái đám vàng ở mà ông thân của sư cũng không, mấy đứa em nó đâu chịu đâu. Trời ơi, sư nói gì đâu được, ba lớn tuổi rồi,
có xui có dai rồi có cháu nội cháu ngoại rồi tùm lum hết, rồi mấy đứa em cũng có xui dai mà bây giờ mà xui dai mà người ta lại người ta đi mà không không chấp điếu, không cho đèn, không cho, cho kèn trống không được. Thôi bây giờ cái đó là phần đó để em lo cho. Bây giờ nếu mà mình thực hành mà đúng theo cái nghi thức của bên Nam Tông thì nó sẽ có mâu thuẫn ở trong gia đình. Nó nói sao? Vợ ổng đi tu theo bên bên đó rồi, ổng nói là bên đó đúng cái này kia. Nhưng mà thôi mình cũng dung hòa, thôi giờ làm gì làm. Nhưng mà đừng có, đừng có bài mà đốt giấy tiền vàng bạc rồi đốt vàng mã rồi kia nọ là không có được. Đừng có bài cúng rượu đồ này kia nọ là không được. Thì mấy cái đó thì tụi nó chấp nhận. Nhưng mà bạn bè khách khứa của nó mà lại á đi cúng á mà không cho nó đãi đặng này thì cũng đâu được. Thì thôi bây giờ cái chuyện mà thế gian thì tụi bay muốn làm gì đó tụi bay làm. Không, thành ra đó mình phải thấy rằng nè, Đức Phật ngài không có bắt buộc ai phải phải theo ngài hết, tùy theo cái mỗi người ngài nhận định. Ngài chỉ cho thấy cái nào là lợi ích, cái nào đem đến an vui, cái nào là vướng bận ràng buộc, cái nào là không đúng theo cái con đường giải thoát, rồi để tự mỗi người lựa chọn lấy. Ngài không có ép buộc ai hết. Cho nên là chúng ta cũng phải thấy để tự mỗi người dùng trí tuệ quan sát, ai có duyên thì mình hướng dẫn cho người ta, còn ai không có duyên thì thôi. Thì bây giờ chắc cũng là hết giờ, tôi mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi xin sẽ xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bố Tha giá. Dạ, sa thú con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Nam mô Bố Tha giá. Dạ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Bình cũng kính cảm ơn chị Metta chia sẻ và cũng kính cảm ơn cô Thị Duyên. Từ cái bài học này mà mình chia sẻ hoàn cảnh của gia đình thì mình có Nhật Quỳnh thấy mình rất là lợi lạc. Nhà Nhật Quỳnh học được nhiều. Nhà năm mong thai giá. Nhà Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tà măng ghê nà quạnh đê hăng ba đà phạm xuân và ruột tà măng buộc thể vô khá lý tổ đô sau buộc thâu khám mà tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là thần chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con làm ăn ghê nào quanh đê hăng thầm anh chạy được vì thân và răng thầm mê vô khá đi tô đổ sâu thầm mô thầm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con uất tà măng ghê nà quạnh đê hăng sẵn khanh chạy được vì thốt tà măng sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khả mặt tụ tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thỉnh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc trước cây đạo tràng. Nam mô Bố Tha giá. Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Giá phước báo
hôm nay thì cũng xin kính dâng đến chư tôn đức trưởng lão, cầu mong các ngài pháp thể căn an. Kính chúc quý tôn nữ cũng như quý Phật tử luôn an vui, thực hành theo lời Đức Phật dạy để chúng ta có một đời sống an lạc trong hiện tại và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ và phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sadasothi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sadasothi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sadasothi bhavantu te. Tất cả phước hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui. Cho mình những người trong gia quyến cả thải, cầu xin cho tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu sa thu lành thai ya ni tha phụ ta ni samagata ni phụ ma ni quả ya ni quả anh ta liệt khê ta tha ca tăng đây và bà nô sư bộ di tăng bùa thẳng nam ma sa na sư qua thì hô tu giả ni tha phụ ta ni samagata ni phụ ma ni quả ya ni quả anh ta liệt khê ta tha ca tăng đây và bà nô sư bộ